nên cảm bán cho đầy đủ hơn và không bị chèn ép vào. Đại diện xin hỏi 07082779999 này đã được tư vấn thêm. Nên em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú loài nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn nhớ để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe để biết con sang bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Thank you.